Ăn mì tôm không mình? Đang đi vệ sinh. Ăn uống gì? Đi ra đi. Ăn đi. Ăn đũa đi rồi ra. Không có ăn. Ăn đi. Không có ăn. Ăn đi mà. Không có ăn. Ăn đi. Miếng rồi ra. Không có ăn. Ăn đi. Miếng rồi. Rồi ăn rồi đó. Ra ngoài đi. Vậy ngoài á. Uống cà phê không bệnh? Không vô đi nữa. Uống cà phê không? Không có uống. Uống đi. Không có uống. Nãy ăn giờ phải uống. Không có uống. Không uống thở là bị căng chứ hả? Đang đi. Có khi nào sạch chết đứt không ta?